Hôm nay là sáng thứ ba, vẫn còn trong thời gian lockdown ha. Đường phố vắng quê à, chán lắm. Thôi thì mình cầm cái máy lên, mình quay sơ, mình nói sơ một chút xíu. Chuyện của mình rất là boring, rất là chán, không có cái gì. Nhưng mà mình quay chơi. Hôm qua mình cũng có làm. Ngày hôm qua thì trời xấu, nghe thời tiết xấu và mưa dầm lắm. Thế mình ngồi mình cắt cắt đạp đạp ở phía trước rồi nè. Tại vì nó ra tới đây luôn mà, nó ra tới đây. Nửa cái sân này luôn mà, nửa phía bên đây, nửa phía bên đây. Xong mình làm, vừa làm cái mình cũng bỏ máy lên mình quay. Thế mình dồn lại trời ơi tới 40 mấy phút luôn. Dài quá chịu không nổi. Dài quá, upload lên. Không được, không nổi. Cái mình xóa bỏ rồi. Thì đó là hôm qua mình đem cái bao ở phía sau nhà có. Bao này bao đựng cát á. Xong mà cũng tiện ghê á. Mình ngồi mình cắt khúc 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 cái cây á, thì nó cắt khúc sẵn rồi. Nó chỉ có cái là nó gai nó chỉa ra đó. Rất là khó, rất là dướng. Bỏ vô cái gì cũng không vừa, không được. Rồi mình ngồi mình có cái kéo nhỏ nhỏ đó. Mình ngồi vừa ngồi cắt chơi vậy đó. Làm một lát cũng một mớ. Giờ hồi nãy giờ mình làm chắc còn hẳn nửa tiếng đồng hồ à, không được mớ nữa. Giờ tới đây thì làm gì làm, hôm nay mình sẽ xong phía bên này nó thì còn bên này có phía trước còn nhiều. Ôi, phía trước còn nhiêu đây nữa. Ok, coi như làm như hay nhiều ha. Thì mình làm xong rồi cái mình dồn mình làm mà mình còn mắc cười mình luôn á. Mình nói á, mình làm cái này rồi chắc là tự mình nó cũng nể mình luôn á, chứ không cần ai nể mình đâu. Tự mình làm mà tự mình nể mình luôn. Nhiều thấy ghê lắm. Gai không à, phải đeo bao tay. Đeo bao tay cỡ này nè, cỡ bằng da đó. Cỡ bằng da nó không có đâm. Thì ok. Cứ nghĩ đây là công việc thủ công, đang ngồi xuống để tiếp tục làm cho nó xong bên đây đi, dọn dẹp cho nó xong bên đây. Mình có thâu mấy cái video cũ hồi lúc mà chưa có cắt cái cây á, nó đẹp lắm, mắc rưỡi à. Để rỗi mình sẽ để lên. Chà, ông này không ra ông làm hàng rào coi hăng hái dữ vậy đó. Chắc ông làm cho xong, vì cũng sắp sửa hết là lockdown rồi, thì mọi người cũng trở lại bình thường. Thì công việc nhà phải gắng làm cho nhanh lên. Nếu không á là không kịp á. Mình bỏ mấy gốc cây ở đây dễ sợ không. Cây kiểng mà thành là cổ thụ à. Ok, that's it. Back to work with my boot and my glove. Thấy không? Cũng được gần hết xong nửa miếng xong rồi. Not bad, hả? Huh?